Câu đêm gãy không hả? Gãy cầu. Trời, có bắt bự lắm à. Nó gặp đâm nè. Thì mới nhức ra luôn hả? Tăng vậy. Có bắt bự lắm á, nó bự lắm à. Con nó bự lắm. Thì cái người ta bị đâm, người ta đi về mất tiêu rồi. Sao mà đâm không nhức trên giờ, đâm hơi nhức hơi à. Nhiều người nhức cái lắm á. Đâm nhức hơi à. Ta gãy cái câu luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Cái đầu bự. Nó bự lắm rồi. Nước lên là cá lên hả? À? Nước rồng là xuống hả? À? Nước chậm không có đâu. Cũng ngộ ha. Nước rồng thì nó mới được xuống nha. Cá nó xuống. Nước lớn cá nó lên. Cá xuống nước em cá xuống hàng rồi. Con cá ngát này tính ra nó cũng khôn chứ. Con cá bờ mình vậy thôi. Con cá trong nước lên thì nó lên. Con cá nhiều cá trong chạy trong đồng vậy ha. Cá biển cá ngát cá trong bờ cá ngồi dưới mà rồi trùng kia cá ngoài này câu to có ốc cái hòn nãy giờ câu săn mấy con ốc thiên hồn á. Cá ngát bị biển mà cũng khó câu nữa. Cái câu gián á. Phải dễ dính vô như vậy. Ở đây cái dứa dữ lắm nè, ta câu bằng gián ta câu không á. Có dứa câu bằng gián hả? Gián. Là em muốn gành câu dứa. Bây giờ nó rút xuống bờ thứ dưới rồi, ta bắt quá trời trong núi rồi, xưa cái cái. Cái gì có thích câu cá không? Ra đây tôi chửi cho câu. Cái gì nhớ đăng ký kênh nha. Ai mà kêu ghe hết sợ ma rồi á, đi câu con thủ tôi phải cầm mấy gần rồi á. Sắm gió, cơ thì cá, không quát là cầm cầm rồi. Câu cũng như là câu cũng khó lắm, nước lớn còn mới dính. Cái đồng là mới được xuất. Mấy ngày trước tôi câu quanh bãi quảnh chết rồi lội về, là bộ về, cái sầm hoa cái cỏ rồi câu với mấy cạnh. Thấy đôi được đem đèn ra đó, mò chứ. Gặp người ta, ta sợ gần chết rồi. Thành quả được như là sợ đâm quá. Mình thì đâu có sợ. Có đèn cái nó nhát nó không ăn ha. Ngộ quá. Cái trong đồng luôn. Cái gì nhớ đăng ký kênh nha rồi. Bye bye.